bình thường gì đó. Nó bảo nó thích vậy đấy. Mấy thằng điên kia đang hát bên nhà tự à? Lên lại giùm em các chị đẹp ơi. Dùm em là các chị đẹp. Rồi em chào chị Thanh Hai. Chào em Dung đẹp, cái bán quần áo đẹp. Đây không phải là bà bao bông bình thường đâu các chị đẹp nhé. Bà bao bông này là bà bao bông bà ba cao cấp nhé. Bà ba cao cấp của em nhé các chị yêu nhé. Không phải bà bao bông bình thường đâu các chị yêu. Em bán tặng các chị đẹp luôn. Nhưng hôm nay hình như là mạng nó có vấn đề hay sao các chị? Hay là em mất tương tác? Không cần biết là mất hay không. Các chị tương tác bài lên dùm em Kim Dung bằng nút này. Chấm bài lên và tương tác bài dùm em ở trái tim xanh, trái tim đỏ này. Chỗ em đang chấm đây này. Tương tác bài lên dùm em ở đây các chị đẹp. Đấy, tương tác bài lên dùm em. Không được nữa là phải 3 giờ mới lên được. Tương tác lên các chị yêu và chấm bài lên dùm em. Tương tác bài mạnh lên dùm em à. Đẩy tương tác lên dùm em Kim Dung nào bằng cái để chấm bài. Tương tác lên dùm em ở chỗ trái tim xanh, trái tim hồng em đang tương tác đây này. Đấy, các chị tương tác lên dùm em Kim Dung đi. Bỏ một chút thời gian tương tác lên dùm em. Đấy, lần này không lên được nữa là 3 giờ em mới lên tiếp. Bà ba em đang mặc không phải là bà ba bông bình thường đâu các chị nhá. Đây là hàng bà ba in cao cấp, in hết cả áo luôn cho các chị đẹp nhá. Đây là toàn bộ bà ba in cao cấp của em nhá. À, không phải là bà ba bình thường đâu các chị đẹp. Bà ba này là bán cho các chị mặc Tết. Bao đẹp các chị luôn. Xuất sắc luôn. Đấy, 95.000 một áo. Các chị chia sẻ like mua 85.000 dùm em.
không chia sẻ like là 95.000 một áo và ba cao cấp tay dài nhá, bao đẹp các chị luôn, bao đẹp, đẹp như Thúy Kiều, xinh như Thúy Nga luôn, và ba cao cấp cho các chị yêu nhé. Đấy, lên dùm em. Cái này hôm bữa em bán cho các chị là các quần rồi, quần màu rồi. Các chị mua quần màu cam sữa của em hôm rồi đấy. Các chị phối với áo màu cam này cho em hơi bị đẹp nhá. Đấy, cực kỳ là xinh. Bà ba hôm nay của em bán là bà ba cao cấp cho các chị đẹp mặc Tết. Rất đẹp luôn, 95.000 đồng. Các chị chia sẻ like lên. Em bán tặng các chị đẹp là 85.000. Nghiêm túc em bị mất tương tác quả này để các chị cứ phải chia sẻ like lên em mới bán tặng. Còn không chia sẻ like lên cứ 95.000 nhá. Em có xem được lượt chia sẻ bài ở trên máy của em. Bởi vậy các chị chia sẻ like lên là các chị mua được của em giá 85.000. Một bà ba cao cấp cho em nhé. Các chị phối với quần gì cũng đẹp được luôn dùm em. Đấy, quần gì cũng được, quần đen, quần trắng, các chị phối quần gì cũng đẹp, đẹp mê ly luôn. Toàn bộ là bà ba cao cấp nhé. In cao cấp chất xô nhập cho các chị đẹp nhé. Chấm bài và tương tác bài lên dùm em kim dung luôn các chị đẹp. Đấy, quần nào cũng đẹp luôn. Đấy, quần nào cũng đẹp luôn, xinh xắn, tươi tắn cho các chị yêu nhé. Đây là bà ba cao cấp. Tương tác bài lên dùm em kim dung. Tương tác lên các chị, tương tác thật mạnh lên dùm em xem nào. Dành một chút thời gian tương tác lên dùm em. Đấy, chỗ em đang chấm bên này các chị chấm lên. Đấy, các chị tương tác vào like dùm em. Đấy, tương tác lên dùm em kim dung luôn. Đấy, mặc quần gì các chị cũng rất là tươi trẻ và xinh xắn với mẫu bà ba cao cấp. 95.000 đồng. Các chị chia sẻ like lên mua một áo giảm 10.000 còn 85.000 đồng. Sướng hơn cả phi ship luôn nhé. Các chị yêu nhé. Lên luôn dùm em nào. Rồi em cảm ơn tất cả các chị đẹp. Bộ treo có màu khác không? Bộ treo màu nào em cũng có màu khác nhé. Mét 58 nặng 51 kg, mặc size 2 dùm em nhé. Mặc size 2 dùm em, hoa xương rồng, cam vàng số 2. Ok chị Tuyết Xương. Cam đây, vàng đây, 10 màu. Cam vàng trắng đỏ rêu. Rêu cam vàng trắng đỏ rêu đen ngọc. 10 màu. Để yên em lên 10 màu cho các chị đẹp luôn. 95.000 một em, các chị chia sẻ like mua 85.000 nhé. Đó, 50 kg, 1m50, mặc size 2 dùm em nhé, chị Đỗ Sang nhé. Chốt hàng tất cả các chị khách mới, chốt hàng kèm số ký, kèm số điện thoại lên một dòng giúp em nhé, để em chốt cho các chị yêu. Rồi dành một chút thời gian tương tác lên dùm em tí xíu đã. Like dạo này mất tương tác lắm, em cảm. Rồi em chào chị Nguyễn Trình nhé. Chào tất cả các chị xinh đẹp. Dạo này em mất tương tác kinh khủng quá các chị. Tương tác bài lên dùm em kim dung một chút xíu bằng trái tim xanh, trái tim hồng chỗ này nhé. Dành em một chút thời gian này, đây này dễ này. Đấy, các chị tương tác lên dùm em một tí xíu đi. Đấy, tương tác lên dùm em một chút xíu đi. Đấy, dành chút thời gian tương tác lên em chịu cho em tí đây này. Đấy, và chấm bài lên dùm em luôn. Ôi, các chị lên luôn dùm em kim dung. Đây là áo bà ba cao cấp, không phải áo bà ba bông bình thường đâu. Co giãn 4 chiều bao đẹp các chị. Em nói thật, lô áo này các chị về chỉ có mê ly và quần quại luôn. Xuất sắc, đẹp tuyệt vời cho các chị mẫu bông áo mặc Tết nhé. Tuyệt trần luôn. Lên dùm em kim dung luôn là 95.000 đồng. Chia sẻ like lên mua 85.000 đồng. Đấy, còn sướng hơn cả miễn ship nữa luôn các chị đẹp nhé. Đấy, còn sướng hơn cả miễn ship luôn. Mất tương tác đến nỗi mà mình chia sẻ vào của mình đây còn không nổi được bài. Mất tương tác cỡ đấy luôn. Ê mấy điều. Rồi lên luôn dùm em kim dung. Em đang treo vàng ở trên này này. Ai vàng các chị lên em là màu vàng. Cam em mặc các chị lên em là màu cam nhé. Ai cam lên cam dùm em này. Cam vàng. Toàn bộ bà ba em đang mặc là bà ba cao cấp cho các chị đẹp nhé. Bao xinh các chị luôn. 2, 3, 4, 5, 4, 5, 7, 5 ký. Em bao các chị tới 75 ký luôn. Lên em là cam. Em đang mặc là màu cam. Trên đây là màu vàng. Chia sẻ like lên mua 85.000. Không chia sẻ các chị mua 95.000 dùm em kim dung nhé. Bao đẹp các chị luôn. Đây các chị thích bà lạ bà ba, em lên bà ba trước. Rồi lên dùm em này. Màu rêu. Quên, tí nữa lại cởi cái áo này ra, tưởng đang mặc hai áo vỡ mồm.
lên em là màu gel này. Ai lấy màu gel lên màu gel dùm em này. Màu gel này là màu gel vàng. Kỳ à, kẹp mình đâu hết rồi ta. Gel em đang mặc là màu gel vàng nhé. Ai lấy gel lên gel dùm em này. Ai lấy màu gel này, em mặc các chị lên em là màu gel. Các chị đi với quần gì cũng đẹp luôn. Quần nào cũng đẹp, quần nào cũng dễ thương. Bao đẹp các chị xuất sắc luôn nhé. 95.000 đồng. Chia sẻ like lên các chị mua 85.000 lên dùm em Kim Dung. Đẹp tuyệt trần luôn. Co giãn thoải mái chứ, mềm mại co giãn thoải mái. Đây không phải là áo bà ba bông bình thường, mà nó là bà ba cao cấp cho các chị đẹp nhá. Lên dùm em. Lên luôn dùm em là màu rêu vàng. Ai lấy rêu lên rêu dùm em. Đây là màu rêu, các chị chốt em là màu rêu đi. Rêu vàng. Màu vàng em đang treo trên này này. Ai lấy vàng các chị lên em là vàng nhé. Màu vàng em treo trên này này. Đấy, mẫu này em bao các chị đã đẹp tuyệt vời luôn. Cam với vàng là size 2 với ông Trần Tuyết Sương. Không có tiếng cà nhé. Em chào chị Mai Nguyễn. Bà ba bông Tây Gen mặc đẹp quá Dung ơi hả. Rồi em cảm ơn chị Nguyễn Lan. Em đang sale nữa đấy các chị. Cam vàng số 2 cho chị Hoa Xương Rồng này. Ok chị đẹp này. 45 đến 55 ký đổ lại các chị mặc size 2 dùm em. Mềm mại co giãn 4 chiều cho các chị luôn nhé. Lên dùm em là màu rêu, em đang mặc là màu rêu vàng. Rồi bộ cam bộ chị mặc lấy quần đen số 1 nhé. Chị chốt cái gì thì kèm số điện thoại dùm em nhé. Chị Đỗ Oanh. Không có size 1 nhé. 2 3 4 5 em không lên size 1 đâu. Size 1 bây giờ bà ba cao cấp là em không có lên, lên bán lỗ là em lỗ chết. Bởi vậy nên là lên bà ba cao cấp thì em bây giờ còn sót mỗi size 1. Lên luôn bà con ơi. Bên em đã gọi rồi là gửi rồi nhá. Chị Nhi bao nhá. Bà ba lá em chưa bán. Thanh Tuyền bom hàng em rồi, trả phí đơn hàng bom em mới bán. Còn không không bán nhá. Bom hàng em rồi, trả phí đơn hàng bom em bán. Còn không nhất định không bán. Các chị biết hôm qua em bán 3 bao hàng bom không? 3 bao hàng bom luôn đấy các chị đẹp. Các chị chốt khách mới, các chị chốt kèm số ký và số điện thoại lên dùm em Kim Dung. Đấy, em mặc là màu rêu vàng. Ai rêu vàng lên rêu vàng dùm em này. Rồi ai lấy màu vàng các chị lên em là màu vàng. Bao đẹp các chị luôn, em đang mặc là màu cam. Ai cam thì các chị lên em là cam. Các chị khách mới thì nhớ kèm số ký để em lấy size. Căn size lấy size cho các chị chuẩn cho đẹp nhé. Rồi kèm em số điện thoại và một dòng luôn. Tất cả các chị khách mới, khách cũ thì không cần. Khách cũ chỉ cần lên số ký là được rồi. Hoặc là các chị mặc size nhà em bao nhiêu thì các chị cứ lên size vậy được rồi nhé. Đấy, còn các chị nào khách mới thì lên số ký, kèm số điện thoại và một dòng giúp em Kim Dung luôn. Toàn bộ là bà ba cao cấp, co giãn 4 chiều, bao đẹp các chị. Lô này mà các chị không mua được một áo các chị mặc Tết thì em nói là hơi bị tiếc hủi hụi luôn. Đấy, lên em là màu vàng nè. Đẹp không các chị? Tay dài nhá. Đó, tay dài cho em này. Bao đẹp các chị luôn, đẹp nhức nách luôn, đẹp nhức nhối luôn. Ai lấy vàng các chị lên em là màu vàng. Vàng kèm size lên dùm em Kim Dung luôn. 45 đến 75 kg em bao các chị luôn nhá. 95.000. Các chị chia sẻ like lên mua 85.000. Em có chỗ xem các chị không chia sẻ like là em không bán 85.000 đâu. Là 95.000 nhá. Một áo nhá, không phải bộ đâu các chị đẹp nhá. Quần thì các chị mua lẻ dùm em. Ai muốn mua quần như thế nào các chị lên dùm em nhá. Đây này, Kim Dung mặc size 2 này rất là rộng mà. Thường thường em mặc size 1 nhưng mặc size 2. Nhưng mà các chị thấy không? Vẫn đẹp luôn. Đấy, vẫn đẹp như mơ luôn. Đấy, lên luôn dùm em này màu vàng. Em đang mặc là màu cam. Lô này đẹp mỹ miều, mỹ mãn luôn các chị yêu ạ. Lên dùm em là màu xanh ngọc. Ai xanh ngọc các chị lên em là màu xanh ngọc này. Bao đẹp các chị tuyệt vời. Đấy, nhớ tương tác lên dùm em một tí xíu. Và chia sẻ like lên dùm em. Liên Nguyễn chia sẻ.
thơm ro si cái gì chia sẻ. Nguyễn Nguyệt chia sẻ lên dùm em. Tất cả các chị yêu chia sẻ dùm em Kim Dung. Đấy, mềm mại co giãn tuyệt vời. Đây không phải là áo bà ba bông bình thường, mà nó là một áo bà ba cao cấp các chị đẹp nhé. Chất xô nhật cao cấp cho các chị yêu luôn. Đấy, lên luôn dùm em là màu xanh ngọc. Ai xanh ngọc lên xanh ngọc dùm em Kim Dung. Đó, lên xanh ngọc dùm em Kim Dung luôn. Các chị khách mới kèm thông tin, kèm số điện thoại và một dòng giúp em nhé. Em không bán size 1 đâu, vì size 1 em không bán được, nên em không có lên size 1 nhé. Em bao các chị lô này đẹp mỹ mãn, toàn bộ chất xô nhật, bà ba cao cấp nhé, không phải bà ba thường. Chị Thanh Tuyền đồng ý em bán, trả tiền phí ship lên hàng bom em bán, hoặc không, tất cả các chị đã bom hàng em rồi em không bán nhé. Màu rêu và lấy và cam lấy quần đen. Chị Đỗ Oanh ơi, lên số ký dùm em đi chị Đỗ Oanh ơi. Đấy, đẹp lắm. Chị ơi, chưa nhận được hàng. Em ơi, check đơn của phận tuổi coi, nó bảo là cái đơn nào lâu lắm không nhận được ấy em. Hôm nay có sale đồ gì không ạ? À? Chắc là không rồi chị Mai Nguyễn. Bà ba vàng size 2 cho chị Nguyễn Nguyệt này. Cam 3 cho chị Ngọc Mai Lê này, không có số 1 chị Kim Anh. Em không bán số 1. Chị Trần Nữ à? Chị Trần Nữ cũng bom hàng em rồi này. Vàng 3 cho chị Ngọc Mai Lê này. Hôm nay có bộ tóc và tóc giả đấy các chị. Dạo này em toàn chơi tóc giả không hả các chị? Đó. Một áo nhé, một áo em đang mặc là 95.000. Các chị chia sẻ like lên mua 85.000 dùm em nhé. Chị Liên Nguyễn này, chốt vàng 234 kèm số điện thoại lên dùm em này. Họa Mi ơi, màu vàng size 2 nhé. Ok các chị đẹp, đây là bà ba cao cấp các chị yêu nhé. Không phải là bà ba bình thường đâu các chị yêu. Mềm mại, co giãn 4 chiều, bao đẹp các chị, mẫu Tết nhé. Mẫu Tết bà ba em lên rồi đấy các chị yêu ơi. Rồi xanh 2345 cho chị Liên Nguyễn kèm số lên dùm em. Vàng cam cho chị Ung Điệp này. Xanh ngọc Liên Nguyễn này. À Liên Nguyễn em nhớ rồi, thành phố đúng rồi, phải không chị? Rồi Đỗ Anh 51kg này, ok chị đẹp này. Lên màu đỏ với màu tím đi, ok chị luôn, không có tím. Em không có tím nhá. Rồi cam ngọc cho em này, thêm quần cam sữa. Quần lẻ em hết rồi, quần lẻ hôm vừa rồi em bán cho các chị. Hết cam sữa rồi, quần lẻ em chỉ còn này. Quần lẻ em còn 4 màu với màu đen là 5 thôi. Màu trắng cũng hết rồi, à màu trắng còn. Màu trắng còn. Quần lẻ này em còn xanh lá này. Quần lẻ này, quần lẻ màu đỏ đô này. Quần lẻ màu bò này. Quần lẻ màu bò. Quần lẻ màu cô ban này. Quần lẻ cam sữa em hết rồi. Xanh ngọc này. Các chị nào đã từng mua bộ này của em rồi, các chị bảo nó về này, cho tớ mượn cái quần này một tí để tớ mặc với áo bà ba. Ai đã từng mua bộ hôm vừa rồi, ai mua bộ này của em, các chị bảo nó này, cho tớ mượn cái quần bà, cho tớ mượn cái quần bông chân này một tí xíu này, tớ mặc với áo xanh ngọc này. Thế là nó cho mượn luôn các chị, tấp vào dùm em luôn, được một bộ này. Hôm vừa rồi chị nào mua này, đấy, các chị bảo nó cho mượn cái quần bông này, bông hoa màu kem này. Các chị biết đi với bông hoa này dùm em này, một tông luôn nhá, quần xanh ngọc này. Đấy, các chị mượn nó đi. Hôm vừa rồi ai mua bộ này các chị ghép vào dùm em. Hôm vừa rồi các chị nào mua bộ gà non của bộ này luôn, các chị ghép mượn cái quần ghép với áo vàng này được luôn. Lên cả một bộ như này được dù luôn dùm em. Đấy. Rồi khi nào không thích nữa là các chị lại bảo đây giả để mặc với cái áo này ha. Đấy. Tiền lợi không các chị đẹp. Em thiết kế lên cho các chị bộ này bán trước, quần lẻ bán trước, xong rồi lên áo bà ba cho các chị đẹp luôn. Xinh chưa? Đấy. Bông màu hồng, hồng nhạt, áo màu bò, bông hồng nhạt. Đấy, các chị ghép mượn quần ghép dùm em như thế này, bao xinh luôn. Đấy, lên luôn dùm em. Rồi lên dùm em này, màu xanh ngọc. Ai xanh ngọc, các chị lên em là xanh ngọc. Các chị thấy không, em làm là em có tính toán hết cho các chị đẹp rồi. Bởi vì các chị nào mua màu mỡ gà, các chị có thể lấy mỡ gà. Em nói thật các chị luôn nhá, ai mua màu kem hôm vừa rồi, màu kem trắng này, màu kem trắng hôm vừa rồi là nó có bông cam đúng không? Các chị mượn quả quần kem trắng lên dùm em này. Các chị mượn quả quần kem trắng lên dùm em này. Lên với áo màu cam luôn.
Em bán cho các chị là lúc nào em cũng có tính toán hết rồi. Bởi vậy là các chị cứ ghép vào với áo dùm em luôn. Mua một bộ là được 3. Quần vừa mặc với áo dài được, mặc với bà ba được, mặc với cả bộ của nó được luôn. Đấy, các chị lên luôn dùm em này. Bông màu cam này. Này, bông màu cam này. Các chị lên với áo màu cam luôn dùm em. Màu quần đi với bông này. Màu nền đi với bông chân quần này. Màu quần thì đi với bông áo. Màu nền áo đi với bông chân quần. Đấy, các chị lên luôn dùm em mặc như này mà không sang à. Các chị đi chơi Tết thử coi. Đụng ở đâu ra có được bộ đẹp như thế này. Đấy, em đã bán bộ này cho các chị đẹp rồi. Các chị đã từng mua được rồi. Các chị ghép lên dùm em luôn. Bao xinh bao đẹp các chị luôn nhá. Đấy, lên luôn dùm em Kim Dung. Sướng chưa các chị? Em bày cho các chị đấy. Bộ này em đã bán đây này, bộ em đang treo đây này. Đã bán cho các chị rồi, ai đã mua rồi. Các chị có thể là ghép được hết. Áo màu rêu như này. Các chị nào mua bộ màu vàng như này, lấy cái quần này ghép áo màu rêu lên dùm em luôn. Đấy, các chị thấy tiện lợi chưa? Vừa sang chảnh, vừa đẹp, vừa rẻ. Rẻ phải nói là chưa ai nghĩ mình mua được bộ bà ba cao cấp như này, giá bánh bèo như thế. Đấy, các chị thấy không? Tiện lợi chưa? Đẹp không? Đấy, đi chơi như này, mặc này sang chưa? Không những sang mà còn chảnh. Người ta ghép lại là sang và chảnh. Con kia mặc cái bộ đồ sang chảnh thế. Đấy, các chị mặc bộ này đi ra đường thử coi. Người ta không nhìn lát mắt đi mới là lạ ấy nhỉ. Rồi lên em là màu đen 10 màu nhá. Đấy, các chị ghép vậy áo. Bộ em đã bán cho các chị rồi, các chị cứ mượn cái quần. Các chị ghép vào dùm em. Toàn bộ là chất xô Nhật. Em cứ gọi là bao đẹp các chị luôn. Các chị lên em này. Các chị thấy chưa, màu đen các chị ghép với quần màu kem, kem trắng. Tại sao em không lên màu trắng? Em phải lên quần màu kem trắng như thế này để cho các chị mượn được, các chị ghép với tất cả được loại áo như thế này. Hôm vừa rồi em bán cho các chị. Đẹp không các chị? Sang chưa? Đi quần màu đen thì là bình thường rồi. Nhưng mà các chị có cái quần chân bông như thế này mà các chị đi với áo này, em hỏi là ở đâu mà có, không ai có hết. Về đội em Kim Dung là các chị có liền. Đấy, lên dùm em. Mềm mại co giãn 4 chiều, lên em là màu đen. Ai đen các chị lên em là đen. Đen kèm size lên dùm em Kim Dung. Không sang, không chảnh, không lấy tiền các chị yêu nhé. Đấy, các chị lên luôn dùm em. Tới chị Giang Lê này à. À, sao hàng của em chưa thấy? Ngọc Anh Hào mới mua đây mà. Làm sao đã thấy được? Ra kia bà bóc. Màu xanh ngọc, màu cam 56kg cho chị Đinh Tuyết này. Bé đi đâu rồi? Trời ơi, ta mệt mày quá. Con cái này nè. Đi sang Bảo Thảo lấy kéo cắt. Đấy, các chị thấy không? Sang chảnh, đẹp tuyệt vời. Có bộ tóc cũng đẹp nhỉ. Các chị thấy tóc đẹp không? Đẹp không? Em đi khoe tóc luôn. Màu đỏ có nhé, có màu đỏ, không có size 1. Kim Dung bán từ size 2 đổ lên, không bán size 1 nhé. Rồi ok, chị Liên Nguyễn, đơn hàng của chị từ ngày mùng 10, 12 đến hôm nay chưa nhận được. Dung ơi, em đang tìm đơn của chị đấy. Chị Mai Huynh ơi, 65kg mặc size 4 dùm em nhé. Vàng, xanh ngọc, cam, size 2. Ok, chị Nguyễn Nguyệt, có màu trắng luôn. Chị đoán đúng mà, em đội tóc giả. Chị thường thường ngày, các chị biết thừa là em tóc ngắn. Chứ lấy ở đâu ra mà tóc em mọc có một đêm mà nhanh dài như vậy được. Xanh ngọc vàng 50kg cho chị Thơm này. Dạ, quần em không bán quần. Quần này là các chị phải mua cả một bộ này nhé. Mua cả một bộ này để lấy quần nhé. Em không bán quần bông này đâu, không bán nhé. Rồi bộ xanh ngọc không bán bộ, chị bán áo thôi, không bán nào, không bán bộ nhé. À, chưa thấy nữa chị, 4 bữa rồi. 4 bữa cũng chưa nhận được đâu chị Đăng Khôi ơi. Áo em đang mặc 95.000 một áo. Các chị chia sẻ like mua 85.000. Quần em không có bán quần bông đâu, em chỉ bán quần màu như này thôi. Chỉ bán quần màu như này là 60.000. Quần bông này không, quần bông chân này không có bán nhé. Các chị phải mua bộ này để lấy quần bông chân thôi. Đây là em đang bày cho các chị nhé. Em đang bày cho các chị này. Là các chị nào hôm bữa vừa rồi mua cái bông mẫu này của em là các chị mượn quần, các chị mặc. Đấy, là mượn quần mặc nhá, chứ em không bán quần bông này đâu. Các chị thích quần bông chân này thì để từ từ em sẽ lên cho các chị 10 màu quần bông chân nhá. Rồi lên em là màu trắng luôn. Màu trắng luôn dùm em nhé. Ai trắng lên trắng luôn dùm em. Lên trắng luôn dùm em Kim Dung luôn.
lên trắng này các chị, ai trắng lên trắng giùm em. Đây là một bà ba cao cấp cho các chị đẹp nhé. Em bao các chị là đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn. Quần là các chị mua quần màu, quần em đang mặc và không có bán. Các chị nào phải mua cả một bộ này lên để lấy quần màu thì có nhé. Lên cả bộ đấy lên để lấy quần màu thì có. Đấy, lên cả bộ này luôn dùm em để lấy cái quần màu thì có nhé. Còn quần này là em chỉ bán bộ thôi. Lên dùm em màu trắng luôn này. Trắng này cũng là trắng kem, không phải trắng tinh. Trắng này ghép với quần này được luôn. Không phải trắng tinh, cũng là trắng kem luôn. Ai trắng các chị lên em là trắng này. Lên trắng dùm em này. 10 màu, bao đẹp các chị xuất sắc luôn. Quá đỉnh luôn các chị khi mua được một áo bà ba cao cấp này của em nhé. Bao đẹp các chị luôn, co giãn 4 chiều. Đấy, bao xinh luôn. Đấy. Em chỉ có bán quần màu thôi các chị yêu. Lên dùm em này màu trắng này. Ai trắng lên trắng dùm em này. Đây là gái mới về nhà chồng. Còn các chị nào muốn lấy được những cái quần để mà mặc với áo đấy phải mua nguyên bộ này nhá. Bộ này là em bán 175.000 bộ bà, một bộ cách tân cao cấp. Các chị mua bộ thì chia sẻ lên để mua giá 155.000 cả bộ này để lấy cái quần. Đấy, bao đẹp chưa? Trắng lên trắng dùm em này. Ai lấy trắng các chị lên em là trắng này. Bao đẹp các chị xuất sắc luôn. 95.000 đồng chia sẻ lên em Kim Dung bán tặng 85.000. Lên dùm em là màu hồng da. Màu hồng nu đi. Ai lấy màu nu này các chị lên em là màu hồng nu. Đẹp kinh khủng đẹp. Mẫu bà ba này các chị đẹp ạ. Xuất sắc, chưa bao giờ đẹp như thế này. Em Kim Dung bán mẫu tết cho các chị đẹp. Tuyệt vời. Ai trắng lên trắng dùm em hồng nu này. Hình như còn hai màu nữa là hết đấy. Có 10 màu thôi các chị đẹp nhé. Trắng đấy. Ai trắng lên trắng dùm em này. Rồi áo xanh ngọc cam cho chị Đinh Tuyết này. Ok chị này. Quần là em bán quần lẻ màu như này thôi. 60.000 các chị ai mua quần lẻ màu nhé. Xanh ngọc size 3 cho chị Thu Cúc này. 45-75kg các chị vừa. Em bộ trắng, bộ kem trắng còn size 5 không? Còn chị Huệ Ôn, em lấy cho chị bộ này kem trắng size 5 giống em vừa mặc nhá. Ok chị Huệ Ôn này. À, bộ có quần bông chân giá bao nhiêu không? Bộ quần bông chân này là 175.000. Chia sẻ lên mua 155.000 dùm em. Bộ bông chân này em cũng có 10 màu. 10 màu này các chị ghép được với cái quần này, ghép được với áo bà ba. Các chị có thể lấy quần này ghép được với áo dài, các chị thích được luôn. Ghép được với áo bà ba, ghép được với cả bộ cách tân. Quần này rất là tiện lợi, bởi vậy nên em lên cho các chị đẹp. Rất là tiện các chị nhé, lên luôn. Bà cười đã ghê. Bao nhiêu áo vậy? 95.000. Các chị chia sẻ lên mua 85.000 nhé. Áo trong là mã cam, đúng rồi. Kim Dung đang mặc bên trong là cam nhé. Trên đây là màu vàng. Đấy, trên đây là màu vàng dùm em. Quần màu cam em hết rồi, hết quần màu cam rồi. Quần màu trắng, quần màu trắng màu là 60.000. Trắng kem em vừa mặc không bán nhé. Trắng một cái cho chị Đỗ Oanh này, ok chị này. Một bộ bông chân đấy, các chị ai chốt bộ bông chân thì các chị lên. Rồi trắng này, 23 cho chị Liên Nguyễn, đỏ 2345 cho chị này. Áo lẻ em đang bán đấy, chị Phương Thạch. Rồi em lấy bộ xanh sau á, bộ xanh sau lưng đấy à. Bộ xanh thổ cẩm đấy à. Bộ xanh thổ cẩm là 215.000, chia sẻ lên mua 195.000. Bộ sẩm thổ cẩm nhá. Bộ sẩm thổ cẩm này cho chị Anh Nguyễn này, Anh Nguyễn Xuân này. Lên số ký dùm em Anh Nguyễn Xuân. Thu Đao, nặng 59kg size 3, bao vừa luôn chị Thu Đao nhá. Áo trắng và quần và áo trắng bông và quần trắng. Lên số điện thoại kèm số ký dùm em chị Lưu Thị Thúy Vân. Ai trắng em mặc các chị lên em là trắng này. Trắng kèm size kèm số ký lên dùm em này. Trời ơi bà ơi. Rồi lên dùm em là màu đỏ đô này. Quên hồng nu để đây mà chưa lên. Em đang mặc là màu cam nhá. Ai cam lên cam dùm em này. Em đang mặc là màu cam này. Toàn bộ đây là bà ba cao cấp các chị đẹp nhá. 95.000 một áo. Các chị chia sẻ like mua 85.000. Ai đi đỏ đô này, các chị lên em là đỏ đô này. Màu cam em đang mặc. Ai lấy đỏ đô, các chị lên em là đỏ đô này. Đỏ đô kèm size lên dùm em Kim Dung luôn. Đấy, các chị nào mặc size 1 này.
em cũng mặc size 1, nhưng các chị thấy em mặc size 2 không? Dù nó rộng như thế này nhưng form dáng nó đẹp, cho nên nó vẫn đẹp nguyên này, các chị thấy không? Đấy, vẫn đẹp luôn. Các chị nào sợ rộng các chị về size, các chị bóp tí ben này dùm em nếu các chị rộng. Đấy, bên trước bên sau em đều có. Đấy, em mặc size 1, thường thường em cũng mặc size 1, em có 4 mấy ký à. Cho nên là không có size 1 em cũng mặc 2 vậy. Nhưng các chị nào size 1 cứ chốt size 2 lên dùm em này. Đấy, rất là đẹp. Lên dùm em là màu đỏ này. Ai đỏ lên đỏ dùm em. Đỏ này là các chị hôm vừa rồi mua vào. Đây, mượn mẻ quần đỏ này này mà mặc này. Đây, mượn quả quần đỏ này mà mặc này. Làm gì phải mượn đâu xa lạ này. Đấy, lên em là đỏ. Ai lấy quần mua quần đỏ nữa, các chị lên em là quần đỏ luôn này. Đấy, lên em là quần đỏ luôn. Ai lấy đỏ lên đỏ luôn dùm em này. Con kia trả lời chưa? Con nào? Con kia chưa. Để bà đi rút nha. Rút để đóng ba cho nó chọn. Rồi, lên dùm em này. Ai đỏ nhá, lên đỏ dùm em này. Đấy, bao đẹp các chị đẹp luôn này. Đỏ này, ai đỏ lên đỏ dùm em này. Đỏ đây là đỏ đô nhá. Em đang mặc là đỏ đô này. Ai đỏ đô lên đỏ đô dùm em này. Đấy, em mặc là đỏ đô nhá. Ai đỏ đô lên đỏ đô này. Rồi lên luôn đỏ tươi nữa này. Màu hồng nu chưa lên này. Đấy, quần. Quần, quần màu bò, áo màu vàng. Lên em đỏ tươi luôn này. Này tí này này. Rồi lên em là đỏ tươi nhé. Ai đỏ tươi lên đỏ tươi dùm em này. Em đang mặc là màu cam. Ai cam thì các chị lên em là cam. 2, 3, 4, 5, 4, 5, 7, 5 ký cho các chị đẹp. Rồi lên em là đỏ tươi nhé. Ai đỏ tươi lên đỏ tươi dùm em này. Đấy, toàn bộ là áo bà ba cao cấp nhé. Đẹp không? Chị thấy đẹp chưa? Trời ơi, chất xô nhạt đẹp tuyệt trần. Chưa gì đẹp bằng luôn. Ai đỏ tươi các chị lên em là đỏ tươi này. Đỏ tươi kèm size lên dùm em luôn. Em vừa mặc là đỏ tô, đỏ đô. Ai biết đỏ tươi thì các chị lên em là đỏ, đỏ, đỏ đưa tươi nhé. 95.000 một áo, không phải một bộ đâu. Đến khi các chị nghe rõ dùm em, đến khi chốt đơn các chị lại bảo tưởng 95.000 một bộ. Chia sẻ lên bán 85.000 một áo cho các chị đẹp nhé. Rồi ok chị Lưu. Kèm thúc ký lên dùm em. Một áo bông, áo bông là chị lấy áo bông màu gì lên màu này, kèm số ký lên dùm em. Chị Lưu Thúy Vân nhé. Áo 85k, một cam, một trắng, em không có size 1. Không có size 1 nhé. Quần 60k, màu cam, bò size 2. Em lấy quần cho chị thôi, không có áo size 1. 59 ký này, rồi ok chị Anh Nguyễn Xuân này. Đỏ đô 3 này cho chị Ngọc Mai Lê này. Áo trắng quần đen size 3 này cho chị Thu Đao này. Ok chị đẹp này. Lấy thêm một áo bà ba màu trắng 75 ký. Một quần bà ba màu đỏ này. Một quần bà ba xanh lá cây này. Ok chị Huệ Ôn này. Áo bà ba màu trắng thì có. Đấy, các chị lên màu luôn dùm em. Toàn bộ là áo bà ba cao cấp. Bán tết cho các chị đẹp nhé. Đấy, các chị lên luôn dùm em. 95.000 một áo. Chia sẻ like lên mua 85.000 dùm em kinh dung luôn. Rồi ok chị Huy Huệ Ôn này. Đỏ tươi size 3 này cho chị Ngọc Mai Lê này. Có xanh ngọc thôi, không có xanh biển chị Thu Cúc. Có xanh ngọc chị nhé. Một cái đỏ 55 ký cho chị Bạch Huệ này. Đỏ 2 này. Một bộ xanh ngọc đây nhé. Rồi ok chị Giang Lê này.
Nguyễn Thúy, cam và vàng size 2. Ok chị Nguyễn Thúy này. Không có size 1 lấy 2 luôn. Ok chị Ruby Trần này. Trắng hồng xanh ngọc vàng size 3 này cho chị Sơn Thiên An này. Ok chị yêu này. Một trắng một đỏ tươi size 3 cho chị Thi Võ này. Các chị đẹp nào khách mới nhớ lên kèm số ký và số điện thoại của một dòng giúp em Kim Dung nhé. Đấy em lên. Em đang mặc là đỏ tươi nhé. Ai đỏ tươi các chị lên em là đỏ tươi. Đỏ tươi kèm số ký kèm size lên. Còn các chị khách cũ mặc size quen nhà em rồi cứ vậy các chị mặc nhé. Hồi lên em là màu hồng. Hồng này là hồng nu này. Hay còn gọi là màu da đi. Các chị lên là màu da đi cho nó nhanh. Màu này là màu hồng nu này. Mặc sáng da, trắng da đẹp tuyệt vời. Ôi, đây. Rồi lên dùm em là màu da đi các chị đẹp. Ai đấy màu da lên màu da dùm em này. Đấy màu này gọi là màu hồng nu là chính xác nha. Em gọi màu da đi cho nó nhanh. Đấy lên em là màu da. Ai lấy màu da lên màu da dùm em này. Màu này đẹp chưa? Quá đẹp nhờ các chị nhờ. Màu này đẹp quá đi rồi màu hồng nu. Nhưng mà em gọi màu da các chị cứ lên màu da đi. Rồi màu cuối cùng này. Đấy 95.000 một áo. Các chị chia sẻ like lên mua 85.000 dùm em Kim Dung nhé. Đó. Chia sẻ like lên dùm em đi các chị đẹp. Rồi Phương Thạch chia sẻ bài dùm em Kim Dung. Nguyễn Nguyệt chia sẻ bài dùm em Kim Dung đi chị Nguyễn Nguyệt. Đấy các chị cứ chốt lên dùm em. Đấy màu hồng da hoặc là màu màu da hoặc màu hồng nu cũng được này. Đẹp không các chị? Màu này đẹp nhỉ? Màu này đẹp quá rồi ý các chị. Màu này là mặc là đẹp bao xinh luôn này. Rồi lên dùm em là màu da. Ai lấy da lên da dùm em này. Rồi màu cuối cùng này các chị yêu này. Lên em. Màu này các chị mua bộ này. Bộ cách tân này của em này. Bộ cách tân quần ống rộng này lên. Các chị lấy cái quần màu trắng kem phối với áo màu gì cũng được này. Lên dùm em là màu rêu xanh. Ai rêu xanh này các chị lên em là rêu xanh này. Đấy lên rêu xanh dùm em nhé. Ai rêu xanh lên rêu xanh dùm em này. Ai rêu xanh lên rêu xanh dùm em luôn. Đấy mượn cái quả quần màu kem này. Màu kem trắng này các chị mặc với áo gì cũng đẹp này. Đẹp không? Đấy lên dùm em này màu rêu xanh nhé. Ai lấy rêu? Các chị lên em là màu rêu xanh. Hồi nãy là rêu vàng. Đây là màu rêu xanh này. Đấy bao đẹp các chị luôn. Đây không phải là bà bông bình thường đâu. Đây là bà ba cao cấp. Em in toàn bộ áo hết cho các chị đẹp luôn. In toàn bộ áo cho các chị đẹp luôn nhé. Đấy ai rêu xanh các chị lên em là màu rêu xanh. Các chị mua một bộ màu kem trắng này các chị thấy tiện lợi không? Đấy mặc được rất nhiều màu áo luôn. Riêng cái màu kem trắng này các chị có thể này mặc được với tất cả các loại áo luôn nhé. Cứ đi theo màu bông lên dùm em là các chị mặc được nhé. Ai lên rêu xanh các chị lên em là rêu xanh 10 màu đấy. Đấy 10 màu cho các chị đẹp. 95.000 một áo. Các chị chia sẻ like lên mua 85.000. Rồi xong em sẽ lên lại màu nữa cho các chị đẹp vào sau này. Đấy nhớ chia sẻ lên dùm em nhé. Ủng hộ em bằng cách chia sẻ like. Để em bán tặng các chị đẹp còn 85.000 một áo và 3 cao cấp. Đấy các chị nhận được áo và 3 cao cấp này. Xong các chị lại về khen quá trời luôn. Trời ơi Kim Dung ơi bà ba cao cấp đẹp quá em ơi. Đó, ai rêu xanh lên rêu xanh dùm em. Rêu xanh kèm số ký kèm size lên luôn. Rồi đổi xanh ngọc thành trắng này. Ok chị Nguyễn Nguyệt. Đỏ tươi này xanh ngọc xanh 2 này cho chị Ung Điệp này. Cho chị xem vàng hồng. Phấn vải hồng phấn vải sa len cái gì cái đó em bà ba bông kia em đang ngưng bán rồi chị. Hồng da cho chị Ngọc Lan Dương này em đang bán bà ba cao cấp này chị. Bà ba bông kia chắc tối em soạn xong em bán còn bà ba đấy giờ chưa bán được chị.
Chị Huỳnh My ơi, chị chốt sai kèm số ký, kèm số điện thoại giùm em nhé, chị Huỳnh My nhé. Kèm số ký, kèm số điện thoại giúp em. 95.000 một áo, các chị chia sẻ like mua 85.000. Vàng 2 này cho chị Ngọc Lan Dương này. Chị chốt màu, ví dụ em đặt em nào đọc màu này là màu rêu xanh, chị comment em là rêu xanh, chị bao nhiêu ký chị kèm số ký lên, kèm số điện thoại và một dòng. Comment em là rêu xanh, ví dụ chị bộ 4 mấy ký, 5 mấy ký, chị comment lên và kèm số điện thoại và một dòng là được nhá, chị Huỳnh My nhá. Đấy, đặt như vậy dùm em. Đó, ai đi rêu xanh em mặc, các chị lên em là rêu xanh. Còn các chị muốn có cái quần bông chân đẹp này là các chị phải mua một bộ cách tân như này mới có quần bông chân nhá. Rồi lên em này. Màu cam này, cam em đang mặc. Ai cam các chị lên em là cam này. Đấy, cam em đang mặc. Cam các chị đi với quần màu kem này được luôn. Vì biết sao không? Vì cái bông của nó màu kem đây, các chị đi quần màu kem được luôn. Đấy. Lên em là màu cam nhá. Cam em đang mặc toàn bộ là tay dài. Toàn bộ em đang bán là tay dài cho các chị đẹp bà ba cao cấp nhé. 95.000 một áo. Các chị chia sẻ like lên mua 85.000 một áo dùm em. Nhớ là em đang bán áo lẻ, còn quần thì các chị muốn mua bao nhiêu kệ các chị nhé. Em không phải bán cả bộ đâu. Rồi lên dùm em là màu đen này. 10 màu các chị lên em này. Đây là toàn bộ bà ba cao cấp cho các chị đẹp. Rồi ai đen các chị lên em là màu đen. Đen kèm size lên dùm em luôn. Đấy, các chị nào muốn có được cái quần này thì các chị nên mua cả bộ này để mượn để lấy được cái quần nó mặc với bà ba cao cấp nhé. Đó, em đang mặc là màu đen này. Đen đẹp không các chị? Đấy, co giãn mềm mại 4 chiều cho các chị mặc luôn. Đấy, toàn bộ bà ba cao cấp nhé. Ai lấy đen các chị lên em là màu đen này. Đó. Em đang mặc là màu đen. Ai đen các chị lên em là màu đen này. Đen kèm size lên dùm em luôn. 45-75 ký. Các chị nào mặc size quen nhà em rồi cứ phải chốt size lên. Còn chưa quen thì nhớ kèm số ký lên dùm em. Lên em là màu xanh ngọc này. Xanh ngọc này các chị mua bộ này em có bộ xanh ngọc luôn. Các chị mua áo màu vàng này em có bộ bộ cách tân màu gà non. Rồi xong em sẽ lên bộ này để các chị mua bộ này nhé. Mua bộ này. Và cột điện lên ăn thúy xanh luôn trời. Rồi lên dùm em này màu xanh ngọc. Ai xanh ngọc nhá, các chị lên em là màu xanh ngọc này. Đó, lên xanh ngọc dùm em nhé. Ai xanh ngọc lên xanh ngọc dùm em này. Xanh ngọc này em có bán cái bộ cách tân xanh ngọc luôn. Ai mua bộ cách tân xanh ngọc để lấy quần xanh ngọc mặc với bộ này này. Đấy, thì các chị lên em là xanh ngọc này. Lên bộ cách tân em xanh ngọc được luôn này. Bộ cách tân xanh ngọc này nhà em cũng là cũng là bộ xô nhật luôn, 175.000. Chia sẻ like mua 155.000. Bộ cách tân này nhá, lát em lên cho các chị. Lên lại bà ba lượt nữa xong em lên. Đó, ai xanh ngọc nhá, các chị lên em là xanh ngọc này. Xanh ngọc kèm size lên dùm em luôn. Đó, ai xanh ngọc lên xanh ngọc này. Rồi lên dùm em là màu vàng. Ai lấy vàng các chị lên em là màu vàng. 95.000 một áo và ba cao cấp. Các chị chia sẻ like lên mua 85.000 dùm em. Bao các chị nhức nhối. Đẹp nhức nhối, đẹp nhức nách. Mạng này mà khỏe ai bán. Mạng gì đâu mà. Trời ơi thì bà ơi, bà lượn vừa thì bà ơi, bà biến đi. Rồi ai lấy màu vàng, các chị lên em là màu vàng. Mẹ cứ đi ra đi vào, đi ra đi vô, con hâm kia. Đi lên bên kia. Đấy em đang mặc là màu vàng này. Ai lấy vàng các chị lên em là màu vàng nhé. Vàng kèm size lên dùm em kim dung luôn này. Rồi Đỗ Hương lấy áo cam và quần đen 75 ký này. Ok chị Đỗ Hương này. Màu vàng, màu hồng 45 ký cho chị Huỳnh My này. Ok chị đẹp này. Bà ba bông á, bà ba bông em chưa soạn được, chưa bán được các chị. Bà ba bông chưa bán được. Lấy thêm một quần đen, quần trắng.
Quần trắng thì em không còn size nhỏ đâu chị Huyền My ơi. Để yên em coi còn sót cái nào em lấy nhá. Hôm nay màu nào cũng đẹp hết cái xinh ạ. À, đúng rồi, màu nào cũng đẹp. Bộ bà ba trên kênh là màu vàng nhá, Phan Hảo này. Rồi có lên bộ bà ba không? Bà ba đang bán đây chị. Bà ba em đang bán đây này. Rồi các chị lên dùm em này, màu vàng. Màu vàng giống trên kênh mặc đấy. Các chị lên em vàng này, ai vàng lên vàng dùm em này. Ôi lên dùm em là màu rêu vàng. Rêu vàng, rêu xanh. Ai lấy màu rêu này, các chị lên em là màu rêu này. Màu này lên màu rêu đi. Hồi nãy là lên màu rêu xanh này. Rêu vàng nhé, ai rêu vàng lên rêu vàng dùm em này. Ai lấy rêu vàng, các chị lên em là màu rêu vàng. Đấy, hồi nãy em có rêu xanh nữa, comment em là rêu được rồi. Khỏi cần phải vàng nữa, rêu nhé. Đẹp nhờ các chị nhỉ. Hơi bị xinh luôn. Tất cả test các màu này bao đẹp các chị đẹp luôn nhé. Đó, ai lấy màu rêu lên em là màu rêu. Rêu này là rêu vàng. Hồi nãy là em có rêu xanh. Đấy, lên hai màu rêu cho các chị đẹp luôn. Đây là rêu vàng nhé. Mềm mại co giãn 4 chiều bao đẹp các chị luôn. 95.000 một áo. Các chị chia sẻ like lên mua 85.000 một áo dùm em. Đây rêu xanh này. Vừa xong là màu rêu vàng. Các chị chỉ cần lên là rêu được rồi. Còn đây là rêu xanh này, lên rêu xanh dùm em này. Rêu xanh là phải lên rõ rêu xanh nhé. Màu nào nay cũng đẹp, bông đẹp tuyệt vời. Mẫu thiết kế của em Kim Dung để lên bán tặng các chị đẹp Tết đấy. Rồi lên dùm em là màu rêu xanh. Ai rêu xanh lên rêu xanh dùm em này. Đấy, lên rêu xanh dùm em này, màu rêu này chả đẹp à, đúng không? Các chị thấy tép này màu rêu đẹp chưa? Thấy không? Các chị thấy chưa? Có rêu nào mà đẹp như này chưa? Đấy, bao xinh các chị đẹp luôn. Đấy, mềm mại co giãn 4 chiều bao đẹp. Ai lấy rêu xanh lên rêu xanh dùm em. Còn hồi nãy là màu lên màu rêu được rồi. 95.000 một áo. Các chị chia sẻ like mua 85.000. Đấy, em mặc thường thường size 1. Không có size 1, em mặc size 2 các chị thấy không? Khỏi cần kẹp luôn. Cũng vẫn đẹp như mơ. Ôi lên dùm em này màu rêu xanh này. Ai rêu xanh dùm em. Ôi lên em là màu trắng này. Trắng này, trắng là có những bông hoa. Có những bông hoa hồng đỏ xinh xinh nữa nhá các chị nhá. Ai trắng này các chị lên em là trắng này. Trắng đẹp chưa? Trắng đẹp như Thúy Kiều, xinh như Thúy Nga này. Đó, lên em là trắng nhá. Ai trắng lên trắng dùm em này. Đấy, trắng lên trắng dùm em Kim Dung luôn. Xà 65kg à? Ok chị Đỗ Hương. Tưởng 75kg là size khác, 65kg thì mặc size 4 thôi. Trên kênh nhá, trên kênh này chị mua thêm quần là 60.000 đồng. Áo vàng là chỉ bán áo, mua thêm quần em bán quần nhá. Quần là 60.000 đồng. Đấy, nếu lấy cả bộ thì là lấy quần màu bò. Là lấy quần màu bò nhá. Comment em là quần màu bò kèm số ký lên. Đó, ai trắng các chị lên em là trắng này. Trắng kèm size lên dùm em luôn. 45-75kg. Ai trắng các chị lên em là trắng này. Rồi lên em là màu đỏ này, đỏ tươi này. Vải mát thật đấy, đẹp sướng quá. Toàn bộ bà ba cao cấp. Các chị nhìn thì tưởng là bà ba bông. Tưởng là bà ba bông bình thường. 200.000 bốn áo. Nhưng thực ra đây là bà ba cao cấp nhé. Đấy, lên em là đỏ tươi này. Ai đỏ tươi nhá, các chị lên em là đỏ tươi này. Tết rồi mặc đỏ được rồi các chị. Rồi, em có đỏ đô nữa. Ai đỏ tươi, các chị lên em là đỏ tươi này. Đỏ tươi kèm size lên dùm em 45-75kg vừa nhá. Đó, ai đỏ tươi lên đỏ tươi dùm em. Rồi, lên em là đỏ đô này. Đẹp quá, đỏ tươi đẹp thật. Vỡ. Lên em là đỏ tươi nhé. Ai đỏ tươi lên đỏ tươi dùm em này. Bao các chị đẹp xuất sắc luôn. 95.000 một áo. Các chị chia sẻ like lên mua 85.000. Rồi lên em là đỏ đô nhé. Ai đỏ đô lên đỏ đô dùm em này. Đó, ai đỏ đô các chị lên em là đỏ đô. Đỏ đô kèm size lên dùm em luôn.
Đây là chất xô Nhật các chị đẹp nhá, hàng cao cấp nhất. Chẳng lai nào dám bán luôn đấy. Không có lai nào dám bán ở ba cao cấp xô Nhật này đâu các chị đẹp. Làm cả gần 100.000 một áo luôn này á. Đỏ không? Đỏ đô cũng đẹp này. Đó, ai đỏ đô các chị lên em là đỏ đô nhá. Đỏ đô kèm size lên dùm em luôn. Rồi em lên cái bộ này cho các chị đẹp. Ai thích lấy bộ đấy các chị lên 175.000. Bán tặng các chị đẹp là chia sẻ like lên bán tặng các chị là 155.000. Bộ này các chị mua bộ đấy để lấy quần bông chân mặc với áo bà ba cho đẹp luôn. Rồi em còn màu cuối cùng nữa là màu hồng nu này. Ai hồng nu thì các chị lên em là hồng nu. Hồng nu kèm size lên dùm em Kim Dung luôn. Đó, ai đỏ đô các chị lên em là đỏ đô này. Rồi lên em là hồng nu này. Ai hồng nu này các chị lên em là màu hồng nu này. Hồng nu kèm size lên dùm em. Màu hồng này đẹp quá trời. Nay bà ba toàn màu đẹp không các chị ạ. Đó, ai hồng nu nhé các chị lên em là màu hồng nu này. Hồng nu kèm size lên em luôn. Mấy người ngồi ghế bán được. Đông còn đứng hò hét được. Mày vắng rồi à? Mà không biết do cái gì lên lai nào không được. Rồi lên dùm em nhá, hồng nu. Em đang mặc là hồng nu nhá. Ai đấy hồng nu các chị lên em là màu hồng nu. Vàng xanh ngọc, quách thì hồng kèm số ký lên dùm em chị. Rồi chị chia sẻ này. Rồi ok chị đẹp, hai chục đơn ha. Bán mòn cả mồm. Kèm số ký lên để em căn size lấy cho các chị đẹp nhé. Rồi em lên mẫu này cho các chị này. Bộ này là bộ xô Nhật này. Bộ xô Nhật cao cấp này 175.000, bộ cách tân cao cấp. Các chị chia sẻ like lên mua 155.000 dùm em. Các chị phải kèm số ký lên nhé để em mới căn size em lấy cho các chị cho vừa. Mình chia sẻ vào nhóm của mình mà nó không hiện luôn. Chia sẻ dùm em đi Phục Lưu Phụng Lan. Xanh trên canh có màu khác không? Có, như 10 màu. Và vậy để thổ cẩm mai bán. Khui ra mất duyên. Khi nào nhắn thì lấy, nó đã nhắn đâu. Rồi em lên bộ cách tân này cho các chị đẹp 155.000, chia sẻ lên giúp em mua 155.000. Mà kiếm được máy tóc giả đấy chị Cát Tường. Rồi cảm ơn chị chia sẻ bài dùng Kim Dung nhiều lắm. Chị Thảo Trương chốt hồng nu và đỏ đô kèm số ký lên dùm em nhé. Chị Thảo Trương ơi, các chị nhớ chốt kèm số ký lên để em có lấy size nhé. Rồi vàng 10 màu đấy, lấy màu gì cho qua lấy. Quần trắng em còn chị. Dạ hôm nay áo đẹp đấy à, hôm nay áo đẹp lắm luôn, có 10 màu áo thôi. 10 màu áo bao đẹp luôn. Đấy em đang mặc là hồng nu. Ai lấy hồng nu các chị lên em là hồng nu. Bên trong em mặc là màu cam. Bên trong em mặc là màu cam nhé, ai cam thì lên cam 10 màu. 10 màu mẫu áo Tết thì các chị đẹp.
Dạo này mình like không ai thấy, mình chia sẻ bài mình không thấy luôn, mới đau chứ. Mất tương tác ghê vậy cơ. Không hiển thị được bài. Ôi lên em đỏ đô này, các chị lên em này, 10 màu lại này, đỏ đô này. Đó, ai lấy đỏ đô lên đỏ đô dùm em nhé. Đấy, mẫu áo Tết cho các chị đẹp. Hỏi mãi không thấy bán bà ba Tết. Hôm nay xong được một mâm này này. Lên em là màu rêu xanh này. Toàn bộ là bà ba cao cấp nhé, không phải là bà ba bông bình thường đâu các chị. 95.000. Các chị chia sẻ like mua 85.000 một áo nhé. Hôm bữa em bán bà ba đá 110.000. Có chị kia chỉ còn bảo tưởng 110.000 ba bộ mới mua. Nghĩ không lẽ lại bảo là giả cho bạn 100.000 đấy, có không đưa đây. 110.000 đòi ba bộ và ba đá cơ mới mua các chị ạ. Nghe đau lòng không? Rồi lên em là màu rêu vàng nè. Rêu vàng dùm em này. 2, 3, 4, 5, 75 kg. Lên em là màu trắng này. Ai trắng các chị lên em là màu trắng này. Toàn hoa đào, hoa mai này. Áo mặc Tết cho các chị luôn này. Rồi lên em là màu vàng này. Ai lấy màu vàng các chị lên em vàng này, 10 màu. Vàng em đang treo đấy. Ai lấy vàng lên vàng dùm em nhé. Toàn bộ bà ba cao cấp này. Ai lấy vàng lên vàng dùm em. Rồi lên dùm em là màu xanh ngọc. Ai lấy xanh ngọc các chị lên em là màu xanh ngọc này. Đó, xanh ngọc lên dùm em luôn này. Rồi lên dùm em là màu đen này. Ai lấy màu đen các chị lên em là màu đen. Đen kèm size dùm em luôn. Rồi ai lấy đen lên đen này. Lên em là màu đỏ này. Đỏ tươi. Em có đỏ tươi và đỏ đô nhé. Ai đỏ tươi lên đỏ tươi dùm em này. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9, 10 này. Đấy, em đang mặc là màu hồng nu. Ai hồng nu lên hồng nu dùm em luôn. Rồi, em đang mặc bên trong là màu cam này. Ai cam lên cam nữa này. Đấy, 10 màu cho các chị. Đấy, toàn bộ bà ba cao cấp xô nhật 200. À quên nhầm. Cứ tưởng là bán bộ sổ cẩm đang tính bảo 215.000. Rồi đây bộ cách tân này, các chị ai cách tân các chị lên này. Cách tân xanh ngọc nhá. 175.000, các chị chia sẻ like lên mua 155.000. Cách tân xanh ngọc này. Đấy, các chị lên mua bộ này để lấy quần này. Mặc với áo bà ba xanh ngọc được luôn nhé. Đó, ai xanh ngọc các chị lên em là màu xanh ngọc này. Xanh ngọc kèm size lên dùm em luôn. Lên em là màu trắng kem này. Trắng này không phải trắng tinh đâu, trắng kem nhé. Bộ thổ cẩm ra đây cho các chị ngắm bộ thổ cẩm. Quên đóng thùng áo bà ba này. Tuột luôn cả váy luôn. Quần váy thổ cẩm đấy. Mẫu mới toanh nghe mà hôm nay thì bán không nổi đấy các chị ạ. Tóc giả em mua dùm cho khách nhà em nhiều lắm. Tóc giả này mua có hơn 100.000 bộ. Các chị tóc tơ đẹp lắm. Em toàn mua tóc giả dùm thôi. Váy trắng không có này. Nặng 50 kg ok chị Thảo Trương này.
Trắng này, trắng này cho Bonnie này. Áo lẻ hay bộ quần màu vậy? Áo lẻ nhá Nguyễn Thúy nhá. Cho hai áo xanh ngọc đỏ tươi. Chị Oanh Nguyễn lên số ký dùm em. Chị Oanh Nguyễn cam 24 cho Bonnie này. Các chị ai bộ thổ cẩm này, thổ cẩm hồi nãy em mặc bán này, lên thổ cẩm cho các chị luôn 10 màu thổ cẩm nhá. Màu thổ cẩm em đang treo là màu xanh biển này. Bộ quần váy áo thổ cẩm nhá. Bộ quần váy áo thổ cẩm này xanh biển, ai xanh biển 2 3 4 5 lên xanh biển dùm em này. Bộ quần váy áo màu ca cao này, các chị lên em là màu ca cao này. Ai ca cao lên ca cao dùm em này. Váy áo màu ca cao này dễ gấp nhầm quần lắm, toàn bộ quần màu đen. Nãy em mặc này, nãy em mặc màu tím này. Quần váy áo thổ cẩm này 215.000. Các chị chia sẻ like lên mua 195.000 dùm em nhé. Ủa mất bố cái áo à, màu ca cao. Này toàn quần váy đen dễ bị nhầm lắm các chị ạ. Cái này mà rũ ra nhiều nhầm chết luôn. Ôi, mất bố cái áo ca cao đâu rồi ta. Đấy, các chị thấy không, mới bán rồi đã mất cái áo rồi đấy. Đây áo này các chị lên em là màu ca cao. Quần váy áo sẩm nhá. Đấy quần váy áo sẩm này. Một bộ thổ cẩm rất đẹp lên em là màu ca cao này. 215.000. Các chị chia sẻ lên mua 195.000 dùm em này. Đó, ai lấy màu ca cao lên ca cao dùm em này. Rồi lên dùm em là màu cà phê sữa. Đang mặc bà ba, không biết làm sao mặc được à. Mặc được à, bộ sẩm đây. Lên dùm em này màu cà phê sữa này. Quần váy áo sẩm này, các chị lên em này cà phê sữa này. Quần váy áo sẩm này. Đấy, áo sẩm thổ cẩm nhé. Sẩm thổ cẩm này, các chị lên dùm em này màu cà phê sữa này. 2, 3, 4, 5, 4, 5, 75 ký vừa cà phê sữa. Lên em là màu tím này. Quần váy thổ cẩm, áo sẩm luôn. Một bộ cao cấp mấy trăm nghìn một bộ đây các chị đẹp. Rồi lên dùm em là màu tím này. Đây áo sẩm này. Lên tím dùm em nhé. Ai tím lên tím dùm em, toàn bộ váy đen. Ai tím các chị lên em là tím này. Đây váy thổ cẩm tím này, đi với áo tím nhé. Lên em là màu tím này. Trên này em treo là màu xanh biển. Ai tím lên tím dùm em này. Rồi lên em lên hết màu mẫu này cho các chị đẹp nhé. Mẫu này hồi nãy em đang lên dở này. Mạng cùi quá nên em không lên được á. Em phải xuống em rút hết camera ra bớt đi cho nó nhẹ và nhẹ mạng nữa ấy. Không miễn ship các chị đẹp, em bên nhà em không có miễn ship nhé. Nếu mà miễn ship các chị phải mua mỗi bộ phải đắt lên thêm vài chục nghìn nữa. Chứ còn không ai bán hàng đi bao ship các chị đẹp. Em nói thẳng một câu vậy luôn, các chị hiểu như thế nào rồi. Các chị nào muốn miễn ship là mua hơi bị đắt đấy. Kể cả em Kim Dung nhiều khi bữa trước bán miễn ship với các chị cũng phải bán đắt lên. Đấy các chị lên dùm em này. Màu hồng. Đây màu hồng mẫu mặc này. Đẹp không? Ai hồng các chị lên em là hồng này. Đấy quần váy, toàn bộ quần váy đen thổ cẩm màu hồng. Đi với áo màu hồng. Toàn bộ váy đen như thế này các chị đẹp này. Thấy mẫu mặc chưa? Đẹp chưa? Đấy màu hồng tím này. Đấy, đi với váy đen á, đẹp không? Rất xinh luôn các chị ạ. Toàn bộ chất sâu nhật 215.000. Mẫu này em làm còn mắc tiền hơn mẫu kia nữa mà em vẫn bán tặng các chị vậy luôn. Các chị lên em là màu gạch này.
45-75 kg vừa nhé. Màu gạch này, áo sẩm này, quần váy thổ cẩm này. Hồi nãy chị Thanh Nguyên chị hỏi là mẫu này của nước nào vậy? Mẫu này là của dân tộc Thái. Lên dùm em này. À, các chị lên luôn dùm em này. Màu gạch nhé, ai màu gạch lên màu gạch dùm em này. Cái này em phải để vào và bọc luôn này, mất công là dễ bị nhầm lắm. Ai màu gạch các chị lên em là màu gạch, vì toàn bộ nó là váy đen đi với màu thổ cẩm khác thôi. Đây này, quần váy này là màu hồng tím này, thổ cẩm màu hồng tím này, đi với màu hồng tím này. Đó, 215.000 một bộ cao cấp, các chị mua bộ này á mấy trăm nghìn đấy, phải 700 mấy nghìn đấy, không phải rẻ giống em Kim Dung bán đâu. Rồi lên dùm em màu tím này, màu cà phê sữa này, màu cacao này, màu gạch này, màu hồng này. Xanh đen nãy lên nữa rồi mà ta. Xanh đen nãy đâu rồi nhỉ? Rồi lên em là màu xanh đen này. Xanh đen nãy em có lên rồi mà đi đâu ta? Ai xanh đen này, các chị lên em là màu xanh đen này. Xanh đen nhá. Đi với toàn bộ quần váy đen và đi theo áo, đi theo màu thổ cẩm. Đấy. Màu xanh đen của thổ cẩm xanh đen này. Các chị lên dùm em này. Xanh đen nhé. Ai xanh đen lên xanh đen dùm em này. 215.000 chia sẻ lên mua 195.000 dùm em. Xanh đen này. Rồi lên dùm em là màu đỏ. Màu đỏ này. Rồi màu đen luôn này. Màu đen này. Màu xanh biển em đang treo rồi này. Mà có biến nào không? Để đấy đi. Còn màu gì nữa không trời? Ôi ai lấy màu đen, các chị lên em là màu đen này. Đấy, áo sẩm này, quần váy thổ cẩm này. Bà kia, bà có biến đi không? Lên em màu đen này. Ai lấy đen, các chị lên em là màu đen nhé. Đen kèm size lên dùm em luôn. 45-75 kg vừa này. Bộ quần áo sẩm, sẩm màu đi với quần váy thổ cẩm đúng không? Bao đẹp các chị luôn. Màu đen này, rồi còn màu đỏ nữa em lên nốt này. Hết đấy, 10 màu. 215.000, các chị chia sẻ like lên mua 195.000. Rồi lên em là màu đỏ này. Ai đỏ các chị lên em là đỏ này. Đấy, đỏ kèm size lên dùm em luôn. Đẹp mê ly nhá. Đẹp mê ly quằn quại luôn. Đấy, hết màu, 10 màu. Màu cà phê là 1, cà phê sữa. À, màu cacao là 1, cà phê sữa là 2, đen là 3, xanh đen là 4, xanh biển là 5, xanh đen là 6, tím là 7, màu hồng là 8. Màu gì nữa nhỉ? 10 màu. Đấy, em lên hết 10 màu rồi đấy. Các chị lên màu dùm em. Xanh ngọc 55 kg này cho chị Bạch Huệ này. Size 5 địa chỉ cũ nhé. Ok chị Oanh Nguyễn này. Thổ cẩm tím size 5 này. Ok Bonnie này. Quần váy dài 9 tấc chị. Toàn bộ em may 9 tấc nhé chị Thu Hồng ơi. Kim Dung đẹp quá à. Quần váy áo xanh size 5 này. Rồi tím thổ cẩm này cho Bonnie này. Ninh Lê Thị à, chị có nghe máy đâu mà chốt được hả chị Ninh Lê Thị ơi. Ninh Lê Thị này, chị do lại số, bữa trước là không có số điện thoại cho lại rồi, nhưng chị phải đặt lại giúp em nhé. Mẫu dài quá à? Em mua cả ngắn cả dài hết. Không, không bán áo lẻ các chị.
Thôi em cảm ơn chị Vương An vui. Pyjama tay dài à? Pyjama tay dài chắc tối em đẩy lên em bán cho các chị nhá. Tối em bán pyjama cho các chị. Hồng Nu xoay 3 này cho chị Nguyễn Thật này, Nguyễn Than này, Hồng Nu xoay 3 và Hồng Nu xoay 2 này. Ok chị đẹp này, bà ba cao cấp nhà em bán 95.000. Các chị mua từ chia sẻ lên em bán cho các chị có 85.000 thôi. Đấy, cho chị bộ sẩm đỏ xoay 5 nhé. Ok chị Loan Vinh vật liệu. Trời ơi, bộ thổ cẩm đẹp lắm các chị. Sẩm thổ cẩm cho em bà ba sẩm xoay 1. Bà ba sẩm xoay 1, Kim Dung chưa tìm thấy. Đấy, các chị ai lấy ai lấy tối em bán pyjama tay ngắn tay dài cho các chị đẹp luôn. Lát đây em quay được em đẩy lên em bán cho các chị đẹp. Ninh Lê Thị này, ta mình đặt hai quần váy, chị đặt quần váy size gì lên lại size dùm em đi, em chốt lại cho chị. Rồi các chị lên luôn bộ này dùm em này, bộ cách tân nhá. Bộ cách tân cao cấp này, lên em là màu nâu này, 175.000 chia sẻ lên mua 155.000. Ai lấy màu nâu các chị lên em là màu nâu này. Em bao ra tới Hà Nội vẫn còn đẹp luôn cho các chị đẹp này. Đó, ai lấy nâu lên nâu dùm em này. Có màu kem này, màu xanh ngọc này, kem này xanh ngọc em vừa lên này này. Ai kem mà xanh ngọc này. Rồi lên em là màu đen này. Ai đen nhá, các chị lên em là màu đen này. Đen kèm size lên dùm em luôn. 175.000 các chị chia sẻ like lên mua. 155.000. Nguyên một bộ cách tân nhá. Ai lấy đen các chị lên em là đen này. Kìa làm gì? Kìa trên chỗ nước kìa. Kìa. Tao cho ghét cái con này thế nhỉ. Màu vàng đồng này, màu vàng. Đi đó kìa. Đi ra kìa. Mới đi với nó tao chặt chân á. Mày cút luôn. Cút xéo. Vâng, chào con. Ôi, lên dùm em này, màu xác pháo này. Ai lấy màu xác pháo này, lên em là xác pháo này, 155.000 áp dụng chia sẻ like này. Lên dùm em là màu xác pháo nhá. Ai xác pháo này, em gái nó quậy bà cố nội luôn đấy. Xác pháo lên dùm em này, ai xác pháo các chị lên em là màu xác pháo này. Lên dùm em là màu hồng sen này. Ai hồng sen này, các chị lên em là hồng sen này. Hồng sen lên dùm em này. Ai hồng sen, các chị lên em là màu hồng sen. 155.000 áp dụng chia sẻ lên dùm em này. Lên dùm em là màu tím than. Ai tím than này, các chị lên em là màu tím than này. Ấy, tím than lên dùm em này. Ấy, một bộ cách tân nhé. Một bộ cách tân. Cách tân quần ống rộng. Quần ống rộng thì các chị mặc, các chị phối được với vậy à. Phối được với áo dài được luôn, phối được với áo bà ba được luôn nhé. Màu vàng này. Ai lấy vàng các chị lên em là màu vàng trên này nhé. Màu cốm này em còn còn xay gì bán xay đấy này, màu cốm này. Ai lấy màu cốm nhá, lên màu cốm dùm em này. À, ai màu cốm các chị lên em màu cốm này. À, màu cốm kèm size lên dùm em luôn. Còn màu gì nữa không?
màu màu có em còn màu màu trắng nữa. À quên, màu màu mỡ gà nữa. Màu mỡ gà nữa nhá. Mỡ gà này các chị mua hôm qua. Mua bộ mỡ gà này, lấy quần mỡ gà mặc với áo bà ba đẹp này. Ai lấy mỡ gà, lên mỡ gà giùm em này. À, ai mới lấy mỡ gà, các chị lên em là màu mỡ gà này. Đấy, 10 màu, em có 10 màu mẫu này nhá, các chị lên. Mua bộ này để lấy quần mặc với áo gì nó cũng được, các chị đẹp ạ. 155.000 áp dụng chia sẻ lên cho em. Mình 58kg. Lúc nào cũng có điện thoại mà. Rồi, ok chị đẹp, em chốt lại, mai nhân viên gọi cho chị nhá. Linh Ninh Lê Thị. Nhận hai bộ bà ba rồi, đẹp lắm shop ơi. Em cảm ơn chị Khang Nguyên nhá. Sắc pháo 61kg cho chị Vân Thúy này, 61 sắc pháo. 61kg size 4 cho chị này Vân Thúy này. À, các chị lên rồi. Từ hôm nay em bán em nản quá. Mấy anh khủng bên kia này hát hò. Bên này mình đang bán hàng thì không nổi. Nó ngồi kia nó hát hò. Em muốn sell hàng các chị đẹp thì em sell cho các chị nốt bà ba ống rộng này. 145.000 còn 115.000 bà ba ống rộng nhá. Các chị đẹp nào mua bà ba ống rộng em sell nốt này, còn bao nhiêu bộ sell nốt này. Chắc tối phải đi kiếm mà bán ha. Bà ba ống rộng này em còn ít này, sale hết cho các chị đẹp luôn. Bà ba ống rộng em còn gần như 10 màu, size số cái số 2, 4555 kg vừa. Em sale hết cho các chị đẹp luôn. Vừa bán vừa tặng bà ba đá luôn nhé. Công nhận nay bà ba này đẹp thật đấy nhỉ các chị nhỉ. Ba nay mặc đẹp quá. Ống rộng bà ba đá này em sell nốt cho các chị đẹp này. 145.000 còn 115.000. Bán vào ba đá ống rộng còn thua cả bộ à. Bà ba bông. Lên giùm em này màu rêu này. Lên em là rêu đá. Ai rêu đá lên rêu đá giùm em này size 2 này. Rêu này em có size 2. Để yên em đọc size lên luôn này cho nó nhanh này. Rêu đá này em có size 2. Size 3, size 2 và size 3 này. Rồi rêu đá còn size 2 và size 3. Ai rêu đá lên rêu đá dùm em 2 và 3. 145.000. Em sell hết 115.000. Ai rêu đá các chị lên em là màu rêu đá này. Bao các chị đẹp toàn bộ lay rông Nhật. Ai lấy rêu đá lên rêu đá dùm em này. 115.000. 2 và 3. Lên em màu xanh lý. Chốt dùm em là màu xanh lý. Xanh lý size 2 và size 3. Comment em là xanh đá đi, rêu đá, xanh đá. Xanh đá nhá. Ai xanh đá lên xanh đá dùm em. Rêu đá, xanh đá. Toàn bộ ống dọc sell hết luôn. 115.000. Xanh đá, rêu đá. Lên em là tím Huế. Lên em là tím đá. Tím đá size 2, 4555 kg vừa. Bộ
bộ cách tân sau lưng em á, chia sẻ lên mua 155.000 chị. Bộ cách tân màu mỡ gà 75kg này, ok chị Huệ ôn này. Đây cho chị này, hai bộ. Trời ơi cách tân này à, khách nhà em cũng các chị cũng đã nhận được rồi đấy, lại lên mua tiếp luôn. Cho chị Huệ ôn này. Bộ xanh này á, bộ xanh biển này là 195.000, áp dụng chia sẻ dùm em, không chia sẻ là 215.000. Bộ quần váy xanh thổ cẩm. Bông em mặc số 4 còn. Bông em mặc là đang bán 2345. Các chị lên bông em mặc là bông cam nhá. Không, màu trắng em mặc mới có. Trắng và ba em mặc mới có nhá. Em lấy này, lên em là tím đá này, ai tím đá lên tím đá dùm em này, tím đá size 2 45 đến 55 ký vừa, ai tím đá lên tím đá này 45 đến 55 ký vừa này, ai tím đá lên tím đá dùm em. Em sale hết 145.000, còn 115.000. Chị Vân Thúy ơi, chị chốt xác pháo size 4 hay size 3? Nếu mà chốt size 3 thì lên số ký đây, em coi 61 ký thì lên số 4. Nếu mà chị cao thì mặc size 3 được. Rút em cái cục vừa lăn xuống á. Cái bộ xác pháo ở giữa đấy, ngay cạnh cục vàng. Đấy là màu xanh nha. Em chốt chị size 3. Bộ cam em đang mặc là 95.000, chia sẻ lên mua 85.000 chị. Ôi lên em là màu bơ này. Màu bơ ống rộng này. Bơ nhá, bơ size 2 này. 115.000, ai bơ các chị lên em là bơ này, bơ size 2. Đó, ai bơ các chị lên em là màu bơ. Bơ size 2 dùm em. Lên em là màu cánh gián. Cánh gián này em có 234 này. Ai cánh gián lên cánh gián dùm em sell hết nhá. 115.000. Các chị lên dùm em là cánh gián này, ai cánh gián lên cánh gián dùm em này. Đó, 145.000 sell hết 115.000. Và ba đá cho các chị đẹp. Cánh gián em có 234. Màu tím Huế, tím đá ấy. Tím đá nhá, tím đá em có 2 và 3. Tím đá có 2 và 3. Màu hồng này. Màu hồng này em còn size 3 và 4 này. Hồng đào nhá, hồng đào em còn 3 và 4 này. Em tặng hết luôn, còn mấy bộ em tặng hết luôn, 115.000 hết cho các chị đẹp. Hồng đào em còn 3 và 4. Bao đẹp các chị đẹp luôn, không đẹp hỏng lấy tiền một xu nào. Ai lấy hồng, các chị lên em hồng, hồng em còn 3 và 4. Màu bá trầu em còn size 3 này. Ống rộng nhá, các chị đẹp hoa sen. Lên dùm em là bá trầu này. Đấy, còn ít bộ em tặng hết luôn, 115.000. Các chị lên em là màu bá trầu này. Toàn bộ ống rộng nhé. Ai bá trầu lên bá trầu dùm em này.
tím xay 2 này cho chị Tuyết Mai này. Trăm 15.000 bộ bà ba đá ông rộng. À hầm thế. Quần áo đi, cần về đấy bố. Nhưng mà còn bao nhiêu em sale tặng các chị đẹp hết. Ba đóng cái bao hàng đấy vào trước đi. Bông em mặc á còn có 10 màu nhá. Bông em mặc có 10 màu. Rồi cho chị Năm Nguyễn màu cam này. Chị phải lên em là cam. Cam nhá. Tím đá 55kg cho chị size 3 này, Bạch Huệ này. À, em sell hết luôn 115.000 cho các chị. Còn bà ba em mặc ấy 95.000 một áo các chị. Chia sẻ like lên mua 85.000 một áo bà ba cao cấp. Rồi bông cam số 4 ok chị. Ấy bà ba đá đấy em còn vậy đấy các chị, ai chốt được các chị lên này. Còn mà gấy màu đấy. Đây này bà ba em mặc này. Lên em là màu trắng này. Trắng nhá, ai trắng lên trắng giùm em này. Trắng bà ba em đang mặc nhá, ai trắng lên trắng giùm em này. Rồi lên giùm em là màu xanh ngọc này. Xanh ngọc lên xanh ngọc giùm em này. Rồi lên giùm em là màu vàng này. Toàn bộ là bà ba chất xô nhật in cao cấp 4D nhá. Lên em vàng này, vàng em đang treo đây này. Rồi lên dùm em là màu da, màu hồng nu. Ai hồng nu nhá, các chị lên em là hồng nu này. Rồi lên em là màu đen này. Ai đen các chị lên em là đen này. Rồi lên em là màu rêu này. Ai màu rêu lên màu rêu giùm em này. Rồi lên em là màu đỏ tươi này. Ai đỏ tươi lên đỏ tươi giùm em này. Rồi lên giùm em là màu đỏ đô này. Ai đỏ đô các chị lên em là đỏ đô này. Rồi lên giùm em là màu rêu xanh này, 10 màu. Lên em là màu rêu xanh nhá. Ai rêu xanh lên rêu xanh giùm em. Thôi em nghỉ đây. Chán rồi. Tối các chị nào pyjama thì em lên cam em mặc nhá. Đấy các chị ai chốt màu nào nữa các chị lên giùm em. Mềm mại co giãn 4 chiều bao đẹp các chị luôn. Thôi bán đường tiếng đồng hồ. Ghê quá, chưa bao giờ em bán tệ thế này. Tiếng đồng hồ em nghỉ. Rồi em xuống like đây, chào tạm biệt các chị đẹp.